giáp Tết, lưu lượng người lưu thông trên địa bàn huyện tăng cao. Đặc biệt, tình trạng người dân đi mua sắm cho những ngày Tết khá đông đúc, khiến cho việc thực hiện các quy định 5K trong phòng chống dịch bệnh bị lơi lỏng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lây lan trên địa bàn huyện. Tại khu vực cây ATM ngân hàng Agribank Lang Chánh, người dân xếp hàng dài đợi giao dịch. Những ngày này có thêm nhiều công dân đi làm ăn xa trở về quê, khiến cho nhu cầu giao dịch tại điểm này tăng cao. Tuy nhiên, điểm giao dịch tại cây ATM lại sát với lề đường, khá chật hẹp, khiến cho việc đảm bảo khoảng cách tối thiểu khó mà thực hiện. Dù ngân hàng đã dán thông báo hướng dẫn các biện pháp phòng dịch, nhưng qua quan sát của phóng viên, khoảng cách của người dân chỉ chưa đầy 1 mét. Tại khu vực chợ trung tâm thị trấn, lưu lượng người dân từ các địa phương đổ về sắm Tết cũng khá đông. Hàng hóa bày khắp cổng chợ, lề đường, người mua bán tấp nập. Mặc dù đa phần người dân đều chấp hành quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nhưng việc giữ khoảng cách lại là một bài toán khó. Những ngày cận Tết, người dân công tác, học tập, sinh sống tại các địa phương khác trở về nhiều. Cùng với đó là nhu cầu mua sắm cho những ngày Tết tăng cao, lưu lượng người giao thương hàng hóa đông đúc, khiến cho nguy cơ dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, mọi người, mọi nhà đều đón Tết an toàn đầm ấm. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là việc chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch như khai báo y tế trung thực, nghiêm túc trong thực hiện cách ly, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang.